Tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Trước thông tin học sinh ở nhiều địa phương bị ngộ độc nghi do ăn các loại kẹo không rõ nguồn gốc, vào ngày hôm qua, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra và tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh bánh kẹo. Quá trình kiểm tra, tổ công tác cũng đã phát hiện một nam thanh niên vận chuyển hàng hóa nghi vấn, phát hiện bên trong 6 thùng các tông chứa các sản phẩm kẹo hoa quả. Nguyễn Văn Thắng, trú tại thành phố Lào Cai, khai nhận là chủ của lô hàng nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Thắng khai nhận mua thu gom số kẹo trên từ một số tiểu thương trên địa bàn về để bán lại kiếm lời.